Các bạn đang nghe truyện độc tu của tác giả Thủy Đạo Bất Cô trên kênh TV Audio CV. Chương 155, Linh ẩn xa. Kim Diện Lan Quân nói xong, lập tức đưa cho Lý Thủy Đạo một cuốn tập. Lý Thủy Đạo tiếp nhận cuốn tập ấy, nhẹ nhàng mở nó ra. Chỉ thấy toàn bộ nội dung bên trong đều là những đoạn giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ về những bảo vật sắp được bán ra bên trong hội đấu giá sắp tới. Những món bảo vật này đều được người ta tỉ mỉ miêu tả, làm kẻ khác không khỏi khát khao. Dường như trên tay những gương mặt xa lạ mới xuất hiện trong ngũ long lâu kia, cũng có một cuốn tập dạng này. Ánh mắt Lý Thủy Đạo lập tức dừng lại trên thông tin viết về vật phẩm bán đấu giá thứ bảy, thượng phẩm pháp khí linh ẩn xa, giá khởi điểm 3.000 linh thạch. Nhìn thấy giá cả này, tim Lý Thủy Đạo lập tức nhảy lên thình thịch. Phải biết rằng, tổng cộng toàn bộ gia tài bên trong túi trữ vật của hắn cũng chỉ gom được 20 linh thạch, vậy mà một món pháp khí này lại có giá tới 3.000 linh thạch. Sư phụ, kiện bảo vật này đắt quá. Lý Thủy Đạo nhướng mày nói. Ta biết, khi hội đấu giá bắt đầu, ta sẽ đưa linh thạch cho ngươi, ngươi thay ta tranh giành vật ấy. Sau khi mua được, lại tiến vào mật thất bên trong ngũ long lâu này chờ ta. Khi ta cầm được bảo vật, ngươi lại lập tức quay về động phủ. Tính toán thời gian, ngươi đã rời đi non nửa tháng rồi, nếu không trở về, chỉ sợ động phủ bên kia sẽ phát sinh lộn xộn kim diện lan quân nói đệ tử hiểu được lý thủy đạo ôm quyền nói dặn dò xong kim diện lan quân lại nhanh chóng rời khỏi mật thất gã là thủ vệ của chợ đen không thể ở dưới mật thất này quá lâu lý thủy đạo chỉ còn một mình lại mở cuốn tập trên tay ra cẩn thận quan sát thanh liên đan huyền băng kiếm tử điện phi kiếm sông ngư du long kiếm độc hỏa lôi châu âm dương hóa linh đan, linh ẩn sa, linh lung cầm, cửu chuyển đan lô, thiên cương trận đồ, trên này có tổng cộng 10 kiện bảo vật. Mỗi một kiện bảo vật trong danh sách này đều được mô tả bằng lời lẽ văn vẽ, bức họa tinh tế, còn được ghi rõ giá khởi điểm trước khi bắt đầu hội đấu giá. Lý Thủy Đạo lưu ý nhất là phần giới thiệu về Linh Ẩn Sa. Đây là kiện bảo vật có thể làm cho người ta hoàn toàn biến mất sau khi phủ nó lên người. Kim Diện Lan Quân Vốn đã tu luyện kim thiềm tỏa khí pháp có thể che giấu khí tức nếu lại phối hợp với linh ẩn sa này cũng tương đương với có thể hoàn toàn biến mất rồi xem ra sư phụ cũng không phải thằng ngốc gã cũng nhận ra nguy hiểm và đang điên cuồng chuẩn bị con bài chưa lật cho mình như vậy đến tột cùng là hắn có nên kể rõ ràng chuyện kim diện lan quân có được thượng phẩm pháp khí linh ẩn sa cũng như chuyện gã đang tu luyện kim thiềm tỏa khí pháp cho lam hoa ảnh biết hay không trong mắt Lý Thủy Đạo lộ ra vẻ trầm tư, tại một gian mật thất tối tăm, Lý Thủy Đạo đang nhắm mắt tu luyện, kim thiềm tỏa khí pháp. Phải biết rằng, trong hệ thống công pháp của hắn, kim thiềm tỏa khí pháp, này nhưng khi hắn phát hiện, trình độ coi trọng của sư phụ đối với, kim thiềm tỏa khí pháp, còn vượt qua cả, ngọc thiềm hành khí công, hắn đã quyết định lại một lần nữa nghiền ngẫm bộ công pháp này, hy vọng có thể tìm được một chút lĩnh ngộ mới. Đột nhiên, Lý Thủy Đạo nghe được tiếng bước chân vội vàng vang lên từ bên ngoài, trong lòng khẽ động, hắn lập tức ngừng vận chuyển công pháp. Bành, cửa chính của mật thất bị đẩy ra, Kim Diện Lan Quân tiến vào. Lý Thủy Đạo lập tức đứng lên hành lễ, sư tôn. Không cần đa lễ. Kim Diện Lan Quân lấy ra một cái túi trữ vật từ trên người, dùng vẻ mặt trịnh trọng dặn dò, bên trong này có 8.000 linh thạch, chính là toàn bộ tài sản của vi sư ngươi hãy dùng 8.000 linh thạch này để mua linh ẩn xa. Sau khi mua được, chờ hội đấu giá chấm dứt, ngươi lập tức quay về gian mật thất này, chờ đợi vi sư. Lý Thủy Đạo tiếp nhận túi trữ vật, những mày nói, nếu ta không mua được, phải biết rằng, giá khởi điểm của linh ẩn xa kia chính là 3.000 linh thạch, nếu gặp phải thổ hào nâng giá, hắn không mua được nó cũng là chuyện rất bình thường. Hẳn là có thể mua được thôi, nhưng nếu không mua được thì quên đi, thứ khác cũng không cần, giờ sau khi hội đấu giá chấm dứt ngươi cứ trở lại gian mật thất này là được kiên diện lan quân dặn dò đệ tử hiểu được lý thủy đạo ôm quyền nói tốt ngươi lập tức thay y phục cầm linh thạch đến đa bảo cát nhớ cầm cuốn tập này theo nếu không có cuốn tập này ngươi cũng không vào được hội đấu giá mặt khác muốn bước vào đa bảo cát nhất định phải bỏ mặt nạ ra cần dùng gương mặt chân chính của mình cho nên không cần đeo mặt nạ Kim Diện Lan Quân chỉ vào cuốn sổ giới thiệu bảo vật trong hội đấu giá, nói Không mang theo mặt nạ, chẳng phải rất dễ bị kẻ tham lam nhìn chầm chầm vào. Lỡ như đối phương giết người đoạt bảo, ta nên làm thế nào cho phải đây? Lý Thủy Đạo lộ vẻ mặt khó xử, nói Hừ, ngươi cho là chiếc mặt nạ thanh trúc bình thường của ngươi có thể ngăn cản được người khác dùng thần thức nhìn trộm hả? Đừng có ngốc như vậy, đeo mặt nạ mới là hành vi vô duyên vô cớ bại lộ thân phận của mình ngược lại nếu ngươi hào phóng thoải mái người khác còn cho rằng ngươi là cao thủ ẩn tàng tu vi kim diện lan quân mở miệng dạy bảo sư tôn dạy bảo rất đúng đồ nhi thay y phục đây kim diện lan quân nói xong lập tức mang tâm trạng vô cùng lo lắng rời khỏi mật thất bản thân gã vốn là thủ vệ của chợ đen hội đấu giá sắp bắt đầu đương nhiên sẽ có nhiệm vụ trong người không thể ở lại quá lâu lý thủy đạo thay một bộ hát bào cũng cho túi trữ vật sư phụ vừa đưa và túi trữ vật của chính mình vào sườn trong y phục sau đó hắn rời khỏi mật thất đi qua một con đường đất thật dài đi tới đại sảnh của ngũ long lâu rời khỏi ngũ long lâu hắn bước qua tòa kiến trúc cách vách nơi này chính là đa bảo cát đa bảo cát cũng là một tòa kiến trúc ba tầng tản ra khí tức trang nghiêm chiếm diện tích tương đương với ngũ long lâu ngoài cửa có một tên thủ vệ chợ đen dáng người khôi ngô, ánh mắt sắc bén đầy cảnh giác. Lý Thủy Đạo tiến lại gần, thủ vệ nọ lập tức giơ trường mâu trong tay lên, ngăn chặn đường đi của hắn. Sư Tôn đã sớm dặn dò, vì vậy Lý Thủy Đạo không chút hoang mang nhanh chóng lấy cuốn tập do đa bảo cắt phát hành từ bên trong túi trữ vật của mình ra, đưa cho gã quan sát. Trên cuốn tập ấy có ghi chép 10 kiện bảo vật sắp được đưa ra bán đấu giá trên hội đấu giá lần này thủ vệ nọ vừa trông thấy cuốn tập nọ, đã nhanh chóng lùi sang một bên, nhường ra một thông đạo. Lý Thủy Đạo bước qua gã, đi vào cửa chính của Đa Bảo Cát, trước mắt lập tức xuất hiện một gian đại sảnh rộng mở sáng ngời. Trên trần nhà cao cao có treo một dãy đèn lồng lấp lánh, chiếu rọi một mảnh quang mang ấm áp. Giữa đại sảnh có đặt một chiếc bàn tròn bằng gỗ thật lớn. Trên bàn lần lượt bày 10 kiện bảo vật sắp được đưa lên hội đấu giá lần này bốn tên thủ vệ đeo mặt nạ quỷ của chợ đen chia nhau ra đứng tại bốn góc đông nam tây bắc của chiếc bàn nọ một trong số những thủ vệ này có thân hình cao lớn đúng là bản thân kim diện lan quân lúc lý thủy đạo bước vào đại sảnh của hội đấu giá đã có khá nhiều người đến trước hắn rồi bọn họ vừa đi lướt qua đại sảnh vừa sôi nổi trò chuyện với nhau ai nấy đều lộ ra vẻ tự tin và ngạo nghễ trong số những vị khách này có người vẻ mặt trang nghiêm y phục đẹp đẽ quý giá, lúc giơ tay nhấc chân, đều để lộ ra một mảnh quý khí. Cũng có vài người luôn mỉm cười vui vẻ, nhưng mở miệng ngậm miệng đều bàn chuyện làm ăn tới mấy vạn linh thạch. Lại có những người chỉ khoác lên mình một bộ y bào một mạc, khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc, thành thật. Lý Thủy Đạo lặng lẽ dung nhập vào trong đám người rộn ràng nhốn nháo này, rồi thật cẩn thận mà quan sát từng hành động và nét mặt của mỗi con người đang có mặt ở nơi đây. Trong số bọn họ, có người đang thấp giọng trao đổi, có người dừng chân thật lâu phía trước những món bảo vật kia, có người lại chuyên chú đọc danh sách những vật phẩm sắp được đưa ra bán đấu giá trên tay mình. Rất nhanh, một vị đấu giá sư mặc bộ lễ phục hoa lệ đã bước lên đài cao, dùng ánh mắt bình thản quét một vòng khắp hội trường, rồi mở miệng sang sảng nói, các vị đạo hữu, xin mời ngồi xuống, hội đấu giá sắp bắt đầu. Đợi cho mọi người ngồi xuống cả rồi, đấu giá sư lại ôm quyền nói, cảm tạ các vị đã quan lâm, tại hạ họ trầm, tên chỉ có một chữ lượng, chính là người chủ trì của hội đấu giá lần này. Lần này đa bảo các chúng ta đã chuẩn bị 10 kiện vật phẩm mang tới nơi này bán đấu giá. Toàn bộ chúng đều không ngoại lệ, đều là vật phẩm quý hiếm. Từ một tháng trước, đa bảo các đã gửi cuốn sổ tuyên truyền tới tận tay mọi người trong các vị, hẳn là ai cũng biết 10 kiện vật phẩm này là thứ gì rồi. Về phần những món bảo vật được bày sẵn tại đây cho mọi người thưởng thức, đa bảo các chúng ta khẳng định chúng tuyệt đối là hàng thật giá thật, không lừa già không dối trẻ. Nói đến đây, hẳn là mọi người đã rất sốt ruột rồi, như vậy, chúng ta bắt đầu đấu giá từ kiện bảo vật thứ nhất, thanh liên đang đi. Trầm lượng nhanh chóng đi tới chiếc bàn tròn được chọn làm nơi bày bảo vật, ung dung chỉ vào một cái bình ngọc màu xanh, nói, Thanh Liên đang chính là linh dược phụ trợ trùng quan dành cho tu sĩ dung linh cảnh sơ kỳ đột phá trung kỳ. Nếu luận về giá trị của đan dược, loại không đáng giá tiền nhất chính là đan dược khôi phục pháp lực và chữa thương, tiếp theo là đan dược tích trữ pháp lực, tăng lên tu vi, còn trân quý nhất chính là loại đan dược có thể phá tan tu vi đang bị đình trệ, giúp đột phá bình cảnh này, ba viên thanh liên đan, có giá 1.800 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 khối. Đấu giá sư vừa dứt lời, đã có người nhất tay gọi giá. Sau vài lần gọi giá, không còn ai tiếp tục lên tiếng nữa, cuối cùng giá cả của ba viên thanh liên đan này đã dừng lại ở mức 2.300 linh thạch. Chung quy lại, thanh liên đan chính là tồn tại có giá trị lót đáy trong 10 kiện bảo vật hôm nay. Tiếp theo, đấu giá sư trầm lượng lại chuyển hướng về phía kiện bảo vật kế tiếp trên bàn. Thượng phẩm pháp khí huyền băng kiếm. Thân kiếm tản ra khí tức băng hàng, giống như vừa được mang từ nơi cực hàng đến, lại có những đường văn lộ với quang mang màu bạch kim không ngừng lưu chuyển bên trên, tựa như có một con băng long đang nhẹ nhàng bay múa ngay tại thân kiếm, khiến kẻ khác sinh lòng kính sợ. Trầm lượng tiếp tục giới thiệu, huyền băng kiếm sắc bén vô cùng, chính là một thanh bảo kiếm cực kỳ trân quý. Thân kiếm được chế luyện từ băng tinh chỉ sinh ra tại nơi cực hàng, lưỡi kiếm lại sắc bén vô cùng, có thể thi triển cực hàng chi khí. Kiện bảo vật này có giá khởi điểm là 2.000 linh thạch, các vị đạo hữu, mời ra giá đi. Mọi người đều nhấc tay báo giá tình hình tranh đoạt kiện bảo vật này có chút kịch liệt. Khi giá cả vượt quá 3.000 linh thạch, âm thanh gọi giá lập tức thưa thớt dần, chỉ còn lại hai người do do dự dự hồi lâu mới lên tiếng báo giá. Cuối cùng giá cả của thanh huyền băng kiếm này dừng lại ở mức 3.400 linh thạch. Bảo vật đấu giá thứ ba, tử điện phi kiếm. Trầm lượng chỉ vào thanh phi kiếm màu tím trên bàn, nói, ưu điểm lớn nhất của thanh kiếm này chính là nhanh tế xuất phi kiếm cũng giống như đang khống chế một tia lôi quang màu tím vậy, lao đến tấn công địch nhân chỉ trong chớp mắt, khiến kẻ khác khó lòng phòng bị. Thanh phi kiếm này được những người bên dưới tranh đoạt càng thêm kịch liệt, cuối cùng giá cả dừng lại ở ngưỡng 3.900 linh thạch. Vật phẩm bán đấu giá thứ tư, song ngư du long kiếm. Đây là một thanh trường kiếm dài ba thước, lại kết hợp cùng thanh đoạn kiếm dài một thước khác, làm thành một thanh trường kiếm kỳ quái, giống như một con cá nhỏ khảm lên mình một con cá lớn vậy. Thước ở đây vốn là, xích, hoặc thước của Trung Quốc. Một thước tương đương với một phần ba mét, khi đấu giá sư trầm lượng giới thiệu cho mọi người biết thông tin của kiện bảo vật này, giọng nói của gã có vẻ cực kỳ hưng phấn. Các vị đạo hữu, đây là một kiện pháp khí tổ hợp. Thanh phi kiếm này được chế tác theo phong cách cực kỳ độc đáo, ở khoảng giữa của phi kiếm được phân tách, một chia thành hai, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nếu có được kiếm này, ai còn dám đấu kiếm với ngươi, giá khởi điểm của song ngư du long kiếm là 2.600 linh thạch, các vị đạo hữu, mời ra giá đi, lời nói của trầm lượng rơi xuống hậu trường, ngay lập tức, âm thanh tranh đoạt đã vang lên kịch liệt. 2.800 linh thạch, 2.900 linh thạch, 3.700 linh thạch, 3.800 linh thạch trình độ cạnh tranh kịch liệt này đã hoàn toàn vượt quá dự đoán của hội trường đấu giá. Rất nhiều người đều tăng giá, giá cả không ngừng tăng lên, cuối cùng giá cả dừng lại ở 4.300 linh thạch. Vật phẩm bán đấu giá thứ năm, độc hỏa lôi châu. Ba viên hạt châu tản ra quần sáng nóng rực màu đỏ giống như đang bị liệt diễm thiêu đốt, khiến người khác nhìn vào không khỏi sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, tựa như mình chỉ đụng vào, lập tức sẽ bị cắn nuốt. Chúng nó được đặt bên trong một cái rương bằng mã não tinh xảo, với những nét chạm trổ tinh mỹ, bên ngoài rương còn có thêm những viên bảo thạch lấp lánh, tản ra hào quang sáng bóng mê người. Trầm lượng đứng ngay trên đài bán đấu giá, hai tay nắm chặt cây chùi y, trong giọng nói để lộ ra một tia hưng phấn và kích động, đây là một kiện pháp khí tuyệt đối không giống bình thường, nó có được uy lực cực kỳ xuất sắc. Nó là tiêu hao phẩm, chỉ sử dụng được duy nhất một lần, nhưng chỉ cần một lần này thôi, cũng đủ để chủ nhân của nó dễ dàng giết chết tu sĩ dung linh cảnh, ba viên độc hỏa lôi châu, giá khởi điểm là 2.800 linh thạch. Tuy lời nói của Trầm Lượng vô cùng kích động, nhưng người phía dưới lại phản ứng khá bình thản. Pháp khí chỉ dùng được duy nhất một lần mà bán với giá này là quá đắt. Thứ này nếu bắn trúng tu sĩ dung linh cảnh, đương nhiên có thể giết chết đối phương, mấu chốt là không nhất định có thể bắn trúng. Muốn lấy yếu thắng mạnh, nào có dễ dàng như vậy, cuối cùng, ba viên độc hỏa lôi châu nọ thành giao với giá quy định là 2.800 linh thạch. Chuyện này làm sắc mặt trầm lượng có chút ủ rũ, nhưng rất nhanh, gã đã khôi phục lại, bắt đầu dùng âm điệu kịch tính vào dạc giới thiệu vật phẩm bán đấu giá thứ sáu. Các vị đạo hữu, hiện tại, ta giới thiệu cho mọi người vật phẩm bán đấu giá thứ sáu, âm dương hóa linh đan. Trầm lượng cất giọng to rõ mà hăng hái, tràn ngập kịch tính và lực lượng. Chỉ thấy trên đài đấu giá lúc này, có đặt một chiếc hộp ngọc được mạ vàng, tản ra quang mang nhàn nhạt, làm nổi bật lên vẻ hưng phấn trong mắt trầm lượng. Cả chậm rãi mở hộp ra, một luồng ánh sáng nhu hòa, lập tức từ bên trong phát tán ra bên ngoài, lại trực tiếp chiếu rọi cả gian đại sảnh bán đấu giá. Đây là loại đang dược mấu chốt hỗ trợ tu sĩ thông linh cảnh thăng cấp dung linh cảnh, âm dương hóa linh đan. Trầm lượng cất giọng trầm thấp mà êm tai, giống như đang kể ra cho những vị khách bên dưới nghe một bí mật lớn lao. Nói đến đây, gã chợt dừng lại, đưa ánh mắt quét khắp khán phòng, ngừng lại một thoáng mới tiếp tục nói, mọi người đều biết tu sĩ thông linh cảnh từ sơ kỳ đến hậu kỳ có thể dễ dàng tiến cấp mà không gặp phải bất cứ bình cảnh nào, nhưng từ thông linh cảnh hậu kỳ đột phá dung linh cảnh lại có bình cảnh rất lớn. Âm ở bên trong dương, lại đối lập với dương. Chỉ có người lĩnh ngộ được những lời này, mới có thể tự mình đột phá, nếu không thể chân chính lĩnh ngộ điều huyền bí này, dù đồng tham ăn bao nhiêu linh vật, dù tu sĩ phục dụng bao nhiêu ngọc hành đan, cũng không thể đột phá công cùng xiền xích trầm lượng nhẹ nhàng nâng hộp ngọc nọ lên. Âm dương hóa linh đang được đặt cẩn thận bên trong hộp ngọc, toát lên màu trắng tinh thuần mà ôn nhuận, tựa như một viên trân châu trong suốt long lanh. Gã lấy viên đang dược ấy ra, đặt nó trong lòng bàn tay, cẩn thận mà miêu tả điểm trân quý của nó. Trên con đường tu hành chân chính, không có gông cùng xiềng xích tuyệt đối. Chỉ cần có linh thạch, lạch trời cũng có thể biến thành đường cái thênh thang. Nếu tu vi của ngươi trì trệ không tiến, như vậy nhất định là linh thạch của ngươi không đủ rồi, bởi vì một khi phục dụng Âm Dương Hóa Linh Đan, chỉ một viên này cũng đủ trợ giúp tu sĩ thoát khỏi bình cảnh trói buộc, thăng cấp dung linh cảnh. Hơn nữa, phục dụng đan dược đột phá bình cảnh cũng tương đương với tự bản thân lĩnh ngộ đột phá. Giọng nói của Trầm Lượng tràn ngập trung động và hấp dẫn, bàn tay gã lại nhẹ nhàng đặt Âm Dương Hóa Linh Đan vào trong hộp ngọc, sau đó nhẹ nhàng đóng hộp lại. Làm xong mấy động tác kia, gã mới mỉm cười. Bổ sung thêm một câu, đương nhiên, điều kiện tiên quyết để phục dụng loại đan dược này chính là tu sĩ đạt tới thông linh cảnh hậu kỳ đã kẹt lại ở bình cảnh ít nhất là 3 năm trở lên. Nếu ngươi đã đau khổ tìm hiểu hơn 3 năm trời cũng không thể đột phá, chỉ cần phục dụng đan dược này, có thể cam đoan tuyệt đối thành công. Nếu ngươi chưa rơi vào tình trạng trên, phục dụng đan dược này vẫn có khả năng thất bại, nhưng thật hiển nhiên, khuyết điểm không che được ưu điểm âm dương hóa linh đan này tuyệt đối là cực phẩm trong số nhất giai đan dược. Giá khởi điểm là 3.000 linh thạch. Đây là một lần cơ hội hiếm thấy, có được nó, chẳng khác nào đã có được một chiếc chìa khóa trợ giúp bản thân đột phá bình cảnh. Có được nó chính là đã gia tăng cho con đường tu hành của bản thân một tia hy vọng và khả năng tiến tới, giọng nói hào hùng của trầm lượng một mực quanh quẩn trong đại sảnh của hội đấu giá, không ngừng kích thích khát khao và dục vọng ở sâu trong lòng nhóm tu sĩ. Bởi vậy, gã vừa dứt lời, đã có một nữ tu nhất tay báo giá, 3.500 linh thạch. 3.700 linh thạch, 4.000. Giá cả liên tục tăng mạnh, mãi cho đến khi đạt tới mức 5.800 linh linh thạch, mọi người bên dưới mới ngừng kêu giá. Phải biết rằng, âm dương hóa linh đang là nhất giai đang dược cực phẩm, thanh liên đang là nhị giai đang dược trung phẩm. Nhưng nhất giai âm dương hóa linh đang lại được bán ra với giá cả đắt cấp 5, 6 lần nhị giai thanh liên đang nhiều đó thôi cũng đủ để hiểu được hai chữ, cực phẩm, đáng giá tới mức nào rồi. Đến đây, đấu giá sư trầm lượng lại cầm trên tay một giải tơ lụa hoa lệ, bên trên được theo những đường nét hoa văn tinh xảo, rạc trở tới lóa mắt. Linh ẩn sa này chính là một trong số những kiện pháp khí hấp dẫn ánh nhìn của mọi người nhất trong hội đấu giá lần này. Trầm lượng chậm rãi mở linh ẩn sa ra, sợi vải mỏng manh quanh quẩn giữa ngón tay gã. Ngay sau đó, cả mở lời giới thiệu bằng âm điệu đầy trang trọng. đây chính là thượng phẩm pháp khí linh ẩn xa. chỉ cần đặt nó ở trên người, rót vào một chút pháp lực, nó có thể ẩn giấu thân hình của ngươi, khiến địch nhân không thể phát hiện được. không cần biết ngươi đang ở trên chiến trường, cần tránh né địch nhân truy kích, hay là đang thực hiện nhiệm vụ điều tra, cần ẩn nấp thân hình, kiện pháp khí này đều đủ khả năng trở thành trợ lực cường đại nhất cho ngươi. nghe xong những lời giới thiệu này trong mắt toàn bộ nhóm tu sĩ trên khán phòng đều lóe ra quan mang hưng phấn, hiển nhiên bọn họ cảm thấy vô cùng hứng thú với công dụng của kiện pháp bảo này. Vật phẩm bán đấu giá thứ bảy, thượng phẩm pháp khí linh ẩn sa, giá khởi điểm là 3.000 linh thạch. Trầm lượng cao giọng hô. Đúng lúc này, một tu sĩ còn trẻ tuổi đột nhiên đứng lên. Gã mặc một bộ trường bào màu xanh, ánh mắt kiên định mà sắc bén, dứt khoát vương tay kêu giá, 3.000 linh thạch, ngay sau đó, một vị nữ tu mặc y phục hoa lệ màu đỏ cũng không chút yếu thế đứng lên. Dung nhan xinh đẹp của nàng thoáng lộ ra một nụ cười tươi tự tin, nói, bảo vật bậc này sao có thể tùy tiện để ngươi mua đi bằng giá khởi điểm được. 3.000 năm Một vị lão giả tóc trắng xóa cũng chậm rãi đứng lên, ánh mắt thâm thúy nói, ta gọi 4.000 linh thạch, mọi người lập tức rơi vào im lặng, bọn họ đều biết, đây là một khoản giao dịch cực lớn. 4.000 linh thạch là quá nhiều, Linh ẩn xa có xứng đáng với cái giá đó hay không? Đến lúc này, Lý Thủy Đạo mới chậm rãi nâng tay lên, nói, ta ra 4.100 linh thạch. 5.000 Lão giả nọ có vẻ không tin tà, lập tức nói ngay. Trầm lượng mỉm cười, đã có người nguyện ý dùng giá cao như thế để cạnh tranh, hiển nhiên lần bán đấu giá này có thể kết thúc viên mãn rồi. 5.100 linh thạch Lý Thủy Đạo lại chậm rãi nhấc tay lên, không chút hoang mang, không nhanh không chậm, tiếp tục báo giá. Dù sao Linh Thạch trong túi hắn cũng là của sư tôn Kim Diện Lan Quân, mà bản thân Kim Diện Lan Quân lại đang có mặt ngay bên trong hội đấu giá này, bởi vậy sách lược của Lý Thủy Đạo rất đơn giản, chỉ cần không ai ra giá, hắn lập tức bỏ thêm 100 Linh Thạch, mãi cho đến khi giá cả vượt qua 8.000 Linh Thạch thì thôi. Thanh niên tu sĩ kia ôm tâm lý thử thăm dò, một lần nữa gọi giá, 6.000 Linh Thạch. Lần này, tất cả mọi người đều nín thở, chăm chú quan sát diễn biến tiếp theo. Lý Thủy Đạo với gương mặt không chút thay đổi, lập tức nhấc tay lên, 6.100 linh thạch. Thanh niên kia tu sĩ cũng tiếp tục thăm dò ra giá, 7.000 linh thạch. 7.100 linh thạch. Kim Diện Lan Quân vốn là thủ vệ của hội đấu giá lần này, nhìn tình cảnh đệ tử nhà mình đấu giá mà trong mắt cũng muốn bốc hỏa. Vừa nghe cái giá này, thanh niên tu sĩ nọ lập tức lộ vẻ mặt khiếp sợ. Trên thực tế, ngay lần gọi giá vừa nãy, gã cũng sợ Lý Thủy Đạo từ bỏ cuộc chơi, không chịu nối gót theo mình, nhưng đối phương đã gọi giá, vì thế gã lại ngựa quen đường cũ, một lần nữa chậm rãi nhấc tay lên. Lý Thủy Đạo đưa ánh mắt không vui không giận nhìn về phía đối thủ của mình, trên mặt không lộ ra một chút biểu cảm nào. Bắt gặp ánh mắt này, không hiểu sao trong lòng thanh niên tu sĩ kia có một chút chột dạ, bất đắc dĩ, gã đành phải chậm rãi thả tay xuống dưới sự lựa chọn của thanh niên kia đã kết thúc phiên đấu giá linh ẩn xa, chỉ thấy trầm lượng vui vẻ mở miệng tuyên bố kết quả, chúc mừng vị đạo hữu này đã dùng giá cao là 7.100 linh thạch, đấu giá được linh ẩn xa, ngay trước mắt mọi người, Lý Thủy Đạo trực tiếp đi lên đài, lấy 71 khối trung phẩm linh thạch từ bên trong túi trữ vật sư phụ cho, đặt xuống bàn, sau đó cầm đi kiện linh ẩn xa nọ. Kế tiếp là phiên đấu giá thượng phẩm pháp khí linh lung cầm và cửu chuyển đan lô. Trong đó, Cử chuyển đan lô chính là kiện đan lô cũ, do một gia tộc tu tiên luyện đan hơn 500 mang tới, được bán ra với giá cao là một vạn lượng ngàn linh thạch. Bảo vật áp trục cuối cùng chính là thiên cương trận đồ. Đó là bảo vật trận đạo cực kỳ mạnh mẽ. Tới cuối cùng, giá thành giao của nó cao tới 3 vạn 7 ngàn linh thạch, người mua được còn lộ ra vẻ mặt bản thân đã chiếm lợi rồi. Đúng là tình huống này đã thay đổi nhận thức của Lý Thủy Đạo về giai cấp, phú hào. Sau khi hội đấu giá của đa bảo các chấm dứt, Lý Thủy Đạo đi theo đám khách khứa kia rời khỏi hội đấu giá, rồi lập tức tiến thẳng về phía Ngũ Long lâu, lại thông qua mật đạo ngầm đằng sau phòng bếp, đi tới mật thất dưới lòng đất. Bên ngoài Ngũ Long lâu, mấy tên tu sĩ vừa ném cho nhau mấy ánh mắt và cử chỉ mờ ám, gương mặt đầy vẻ âm ngoan. Bên trong mật thất dưới lòng đất, Lý Thủy Đạo đang yên tĩnh chờ đợi, rất nhanh Kim Diện Lan Quân đã dành ra được một chút thời gian để bước đến nơi này gặp hắn. Sư Tôn Lý Thủy Đạo nhanh chóng dùng hai tay nâng một cái trữ vật đưa qua cho gã. Kim Diện Lan Quân tiếp nhận túi trữ vật, thần thức thâm nhập vào bên trong, lập tức trông thấy 900 linh thạch và kiện thượng phẩm pháp khí linh ẩn xa. Gã nhẹ nhàng gật đầu, nói, được rồi, ngươi mau trở về đi thôi. Lý Thủy Đạo lộ vẻ mặt khó xử, đệ tử nghĩ, mình vẫn nên ở lại thêm vài ngày sẽ thỏa đáng hơn, dường như bên ngoài có kẻ muốn giết người đoạt bảo. Kim Diện Lan Quân mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, người quá mức cẩn thận rồi đó. Đám tu sĩ dung linh cảnh đều đi tranh đoạt thiên cương trận đồ cả rồi, còn đám tu sĩ thông linh cảnh sẽ đi tranh đoạt âm dương hóa linh đan, ai rảnh mà theo dõi ngươi chứ, Lý Thủy Đạo vẫn có chút do dự nói, tu vi đệ tử thấp kém, nên cẩn thận vẫn hơn ngươi tự ra ngoài nhìn xem có ai hay không. Nhưng nếu ngươi vẫn không yên tâm, thì ở thêm hai ngày đi, hai ngày sau phải quay về động phủ đó. Kiên diện Lan Quân cất giọng kiên định nói. Lý Thủy Đạo cung kính nói tạ ơn, đa tạ sư phụ đã thông cảm. Hai ngày sau, Lý Thủy Đạo đeo mặt nạ thanh trúc thật cẩn thận rời khỏi chợ đen, đi ra bên ngoài con thuyền mắc cạn. Lúc này ở bên ngoài, mưa phùn đầy trời như sương, một mảnh sương mù mờ ảo bao bọc xung quanh chiếc thuyền mắc cạn nọ trên mặt sông cực kỳ yên lặng chỉ có một chút sóng gợn mỏng manh không có ai ở nơi này chờ đợi càng không có chuyện mình vừa xuất hiện đã bị chém một đao khiến lý thủy đạo âm thầm thở nhẹ một hơi trên thực tế không ai ngồi thủ ngoài này chờ đợi hắn cũng là chuyện rất bình thường nói cho cùng hắn vốn là một tiểu nhân vật hiện giờ lại đeo mặt nạ ai biết được hắn chính là thổ hào từng mua linh ẩn xa lúc trước nhưng vừa tiến lên chừng mấy trăm bước một nam tử áo xanh cầm trên tay chiếc ô giấy dầu đã bước tới, ngăn cản đường đi của Lý Thủy Đạo. Thanh niên tu sĩ áo xanh này đúng là người từng tranh đoạt linh ẩn xa cùng Lý Thủy Đạo hắn. Hai người bọn họ đứng cách xa chừng mấy trăm bước, sống đôi đối diện với nhau. Lý Thủy Đạo, ta đã chờ ngươi hai ngày rồi, rốt cuộc ngươi cũng chịu rời khỏi nơi đó. Nam tử áo xanh lạnh giọng nói. Lý Thủy Đạo tháo xuống chiếc mặt nạ thanh trúc, lộ vẻ mặt nghi hoặc hỏi han, làm sao ngươi biết được tên của ta, nhưng ngay sau đó, hắn chợt giật mình hiểu ra mọi chuyện. Ta hiểu rồi, ngươi đã hối lộ hạ nhân ngủ Long lâu để bọn họ mật báo cho ngươi." Thanh niên tu sĩ cười nói, "Hắc hắc, không ngờ ngươi cũng khá thông minh đấy, giao linh ẩn xa ra đây, ta có thể tha cho ngươi không chết." Lý Thủy Đạo châm chọc nói, "Người khác đều đi tranh đoạt âm dương hóa linh đan, ngươi lại tới tìm ta. Ngươi chỉ có một chút chí khí như vậy? Ha 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 ha." có quá nhiều người muốn cướp đoạt âm dương hóa linh đan người thông minh sẽ không làm như vậy hơn nữa ta càng muốn áp dụng phương pháp trái ngược nhờ đó kiếm được một khoản tiền của phi nghĩa thanh niên tu sĩ cười vang nói trên mặt lộ vẻ đắc ý dạt dào lý thủy đạo lại châm chọc quả nhiên ngươi là một người khá thông minh đó nhưng cảm phiền ngươi hãy dùng cái đầu heo kia của mình để suy nghĩ một chút đi nếu ta có linh ẩn xa vì sao không trực tiếp phủ lên người mình ẩn thân bỏ chạy lại để cho ngươi trực tiếp ngăn chặn ở chỗ này. Thanh niên tu sĩ nghe vậy, trong lòng có chút sửng sốt, nụ cười tươi lập tức đông cứng trên mặt, hình, hình như cũng đúng. Ai, Lý Thủy Đạo hít một hơi thật dài, nói, kỳ thật ta chỉ giúp sư phụ tham gia hội đấu giá mà thôi, cho nên, trên tay ta chẳng những không có linh ẩn xa, thậm chí một thứ như túi trữ vật cũng không có. Rất có thể khoản tiền ngươi dùng để hối lộ hạ nhân ngũ long lâu kia, sẽ mất trắng rồi, bởi vì trên người thật sự không có thứ gì béo bở cả thật sao ta đã mất một khối linh thạch cho tên kia đó cực kỳ chính xác không tin ngươi tới kiểm tra xem lý thủy đạo mở rộng hai tay nói thanh niên tu sĩ có vẻ ngờ nghệch đi tới hai bước nhưng rất nhanh trên mặt gã đã lộ ra một tia cảnh giác thậm chí chỉ trong nháy mắt tia cảnh giác kia lại trực tiếp chuyển biến thành hung ác rồi chỉ thấy gã vỗ túi trữ vật dứt khoát lấy ra một thanh trường kiếm hóa ra thứ này lại là một kiện pháp khí ngay khi trường kiếm xuất hiện thanh niên tu sĩ kia đã lẩm bẩm chuẩn bị tế xuất phi kiếm chém giết lý thủy đạo nhưng gã biết giả vờ chẳng lẽ lý thủy đạo lại không biết hắn cũng vỗ túi trữ vật lén lút lấy thanh lân tiễn ra giấu nó ở sau lưng lại lén lút rót pháp lực vào cây kéo nọ từ trước đó rồi khởi ngay khi thanh niên tu sĩ nọ quát lên một tiếng chói tai Phi kiếm đã hóa thành một luồng hồng quang chém tới. Cùng lúc đó, một luồng thanh quang cũng bắn ra từ phía sau lưng Lý Thủy Đạo, nhìn kỹ sẽ thấy, ở bên trong luồng thanh quang đậm đặc ấy là một cây kéo khổng lồ. Cây kéo kia giống hệt cái miệng của một con cá sấu, trực tiếp lao đến cắn thẳng vào thanh phi kiếm đang chém tới kia. Hai kiện pháp khí giằng co ngay giữa không trung. Trung phẩm pháp khí. Ngươi lại có được trung phẩm pháp khí? coi như quyết định đánh một trận này là ta may mắn rồi. Thanh niên tu sĩ lộ vẻ mặt mừng rỡ như điên, ngón tay không ngừng điểm phi kiếm, điên cuồng rót pháp lực vào. Pháp lực mênh mông tuôn trào, khiến cho ống tay áo gã bay bay, cùng phong gào thế không ngừng, dù hai người bọn họ đang chiến đấu dưới cơn mưa phùng dày đặc. Phải biết rằng, thanh niên này vốn là tu sĩ thông linh cảnh hậu kỳ, tuy phi kiếm trong tay gã chỉ vẻn vẹn là hạ phẩm pháp khí, nhưng pháp lực của gã lại hùng hậu hơn người trước mắt tới 10 lần. Mà đương nhiên, cả vẫn còn chiêu sát thủ cùng lúc này, ở bên trong độc Long Hà, ngay phía sau lưng Lý Thủy Đạo, một con thủy lan với hình thể cực lớn, chậm rãi trồi lên mặt nước. Con mắt to như chung đồng của thủy lan lập tức lóe lên một tia u quang Đây là một con nhất giai thượng phẩm yêu thú. Lại nói, nếu đồng tham của ngũ độc môn thăng cấp tới nhất giai thượng phẩm, chúng có thể phục ra độc vân, trở thành trợ lực mạnh mẽ của tu sĩ ngũ độc môn. Con thủy lan này này cũng vậy, nó có được thủy nhận thần thông, dùng để đánh lén là tốt nhất. Dưới pháp lực mênh mông của thanh niên tu sĩ nọ gia trì, kiếm quan vốn đang mờ nhạt, lập tức tăng vọt thêm 3, 4 lần, một luồng lực lượng lớn đến khủng bố từ trên thân kiếm truyền đến, ép cho thanh lân tiễn liên tiếp bại lui. Lý thủy đạo nhíu hai mắt, cũng điên cuồng rót pháp lực vào thanh lân tiễn, khiến cho mưa phùng rơi trên người hắn, giống như đã bị một luồng lực lượng vô hình nào đó dẫn dắt, nhanh chóng bay lên không trung. Chỉ trong nháy mắt, Lý Thủy Đạo đã tiêu hao ít nhất là hơn 8 phần pháp lực của mình, đổi lại, Linh Quang trên Thanh Lân Tiễn tăng vọt, vừa hoàn thành công tác chuẩn bị, hắn không chút do dự, trực tiếp phát động một môn thần thông của món pháp khí này. Cắt, thanh lân tiễn khẽ chấn động, hai lưỡi kéo điên cuồng khép lại. Chỉ nghe, răng rắc, một tiếng, thanh phi kiếm một phát ra linh quang xám trắng kia đã bị mạnh mẽ cắt thành hai. Đi. Lý Thủy Đạo lại đánh ra một chỉ, Thanh Lân Tiễn lập tức bắn ra thanh quang tận trời. Thanh quang lướt tới, cũng thuận thế cắt thân hình thanh niên tu sĩ kia thành hai đoạn, cắt một cái ngang eo, trực tiếp chém eo, máu tươi, nội tạng rơi đầy xuống đất. Cùng lúc ấy, một lùng thủy nhận cũng xé toạc không khí, ầm ầm lao đến. Lý Thủy đạo trực tiếp xoay người nhìn lại, chỉ thấy một con cự lan dài tới ba trượng đang bổ nhào về phía hắn. Thủy lan chưa đến, nhưng thủy nhận khổng lồ lóe lên lam quang, đã đánh thẳng lên người hắn trước một bước rồi một trượng bằng 10 thước, tương đương với 3,3333 mét. Ẩm vang một tiếng. Lý thủy đạo trực tiếp bị đánh bay đi. Rồi ngay khi thân hình vẫn còn lơ lửng giữa không trung, con cự lang màu bạc nọ lại nhảy dựng lên, một nguồn muốn cắn vào cổ hắn. Nhanh như chớp, thiên qua di hành. Trăng sói sắc bén trực tiếp tác vào khoảng không, trong ánh mắt hung tàn của thủy Lan cũng lộ ra một tia kinh hãi, dường như nó không tin mình lại đánh hụt. Phải biết rằng, Tuy lực công kích của thủy nhận kém xa hỏa cầu, nhưng vẫn đủ để đánh ngất bất cứ người nào bị tập kích. Mà sau khi đánh ngất địch nhân, lại xông lên cắn một miếng chính là tổ hợp chiêu thức gần như đánh đâu thắng đó, luôn luôn thuận lợi của Thủy Lan, vậy mà hiện giờ, lại bị địch nhân tránh thoát đi, sau khi con Thủy Lan nọ rơi xuống đất, nó lập tức đưa mắt nhìn chung quanh, muốn tìm kiếm bóng hình lý thủy đạo vừa biến mất. Đột nhiên, một luồng thanh quang từ trên trời giáng xuống đúng là thanh lân tiễn kia. Thủy Lan tru lên một tiếng, nhanh chóng di động sang hai bên, khiến cho thanh lân tiễn không thể tập trung vào mục tiêu được. Nhưng thật hiển nhiên, đòn công kích này không kết thúc một cách đơn giản như vậy được. Không một dấu hệt báo trước, đột nhiên có một bóng người trực tiếp lao đến từ một bên, đụng trúng vào người Thủy Lan, đụng cho nó ngã ngửa ra ngoài. Chờ tới lúc con cự lan nọ ổn định lại thân hình, một cây kéo thật lớn đã kẹp thẳng vào cổ nó rồi cự lan lộ ra ánh mắt cầu xin. Đáng tiếc, cầu xin là vô dụng thanh lân tiễn hung hăng cắt qua, cái đầu sói thật lớn rơi xuống đất, máu tươi phun trào ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thanh lân tiễn hóa thành một luồng hồng quang quay trở về, chỉ trong nháy mắt đã thu nhỏ lại, chỉ còn kích cỡ bằng lòng bàn tay, rơi vào trong tay Lý Thủy Đạo. Hắn vừa lật tay, đã cất nó vào túi trữ vật của mình. Trải qua hai lần thúc giục thanh lân tiễn, pháp lực trong người Lý Thủy Đạo đã gần như tiêu hao hết sạch. Đây cũng là lần đầu tiên hắn tác chiến cùng tu sĩ thông linh cảnh hậu kỳ, may mắn đã thuận lợi chém giết đối phương. Trong đêm tối, mưa phùng bay lất phất, giống như sương mù tràn ngập xung quanh Lý Thủy Đạo. Hắn lấy một thanh trường kiếm từ bên trong túi trữ vật ra, bổ một nhát kiếm chặt xuống đầu cự lan. Ken, Ken, Ken hắn chém ba lần liên tiếp, đầu sói cứng rắn như sắt khiến trường kiếm trong tay gãy làm đôi. Phải biết rằng, Lý Thủy Đạo từng chi 30 tiền ngọc mua thanh kiếm này ở khu chợ, thậm chí trước đó hắn từng dùng nó để mổ bụng một con thanh lân thú nhưng tới hôm nay thanh kiếm trong tay lại không thể chặt đầu một con sói đã chết hiển nhiên cái đầu sói này còn cứng hơn cả các mô ngạnh khí công của hắn nếu bị con sói bạc này cắn một cái trúng thân thể chỉ sợ hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ may có các mô ngạnh khí công năng chặn thủy nhận may mà hắn đã nhét cả thiên hoa di hành vào hệ thống công pháp chủ của mình để có thể sử dụng trong lúc nghiền cân treo sợi tóc như vậy nếu không kết quả trận chiến này cũng khó mà đoán trước được. Lý Thủy Đạo vứt bỏ thanh trường kiếm đã gãy, ánh mắt đảo qua thi thể của thanh niên tu sĩ không đầu, chợt phát hiện một cái túi trữ vật. Hắn nhanh chóng lấy túi trữ vật ra, đưa thần thức vào trong đó. Bên trong này có không ít đồ tốt. Hắn không chút do dự, lại đưa tay vào, lấy ra một cái rìu nặng trịch. Lưỡi rìu lóe lên hàng quang, Lý Thủy Đạo nắm chặt cán rìu, cảm nhận sự kiên cố truyền đến từ cán rìu trong tay sau đó không chút do dự vung rìu lên hung hăng bổ xuống đầu sói một tiếng va chạm nặng nề vang lên lần này đầu sói đã bị bổ ra để lộ một viên yêu đan màu thủy lam lý thủy đạo nhanh chóng lấy yêu đan ra rồi ném nó ra sau lưng nhanh như cắt một con thiềm thừa bích ngọc đang chờ sẵn sau lưng đã há to miệng đầu lưỡi phóng ra trực tiếp nuốt yêu đan vào bụng ngay sau khi thiềm thừa nuốt yêu đan vào bụng quanh người nó đã tràn đầy thủy khí thật hiển nhiên yêu lực cũng theo đó mà tăng trưởng thêm không ít lý thủy đạo nhìn quanh bốn phía chợt phát hiện một cái ô giấy dầu bị rơi trên mặt đất hắn khom lưng nhặt cái ô giấy dầu đó lên dùng nó để che mưa phùn rồi nhanh chóng biến mất giữa làng mưa bụi trong đêm ngày hôm sau lý thủy đạo về tới động phủ tông môn bốn vị sư đệ của hắn lần lượt là trương vân long trương vân hổ hạng long quang và vương thiên kiêu đều đứng trong đại sảnh động phủ sắc mặt trang nghiêm trong động phủ là một mảnh tĩnh lặng chỉ có tiếng gió nhẹ nhẹ với mùi hương khó nhàn nhạt lơ lửng khắp không trung ánh mắt lý thủy đạo đảo qua khuôn mặt của bốn vị sư đệ vẻ mặt bọn họ rất bình tĩnh không có chút hồi hộp hay lo sợ nào sư phụ và ta rời khỏi động phủ mười mấy ngày trong động phủ có phát sinh chuyện gì không lý thủy đạo chậm rãi hỏi không có ở trong động phủ vẫn bình thường hết thảy đều như cũ vậy các ngươi lui xuống đi lý thủy đạo hỏi thăm xong thì phất tay cho bọn họ lui xuống không lâu sau đó vương thiên kêu đi tới tiểu viện của lý thủy đạo đại sư huynh ngươi gọi ta có chuyện gì sao vương thiên kêu tò mò hỏi cũng không có gì ta chỉ muốn hỏi thăm ngươi một chút sau khi ta với sư phụ đi khỏi trong động phủ có phát sinh chuyện gì hay không hiện giờ ở nơi này chỉ có hai người chúng ta ngươi có lời gì cứ nói lý thủy đạo mỉm cười nói Vương Thiên Kiêu không cần nghĩ ngợi đã trả lời ngay, khởi bẩm đại sư huynh, hết thảy mọi chuyện trong động phủ đều bình yên vô sự, không phát sinh bất cứ dị trạng gì. Lý Thủy Đạo khẽ gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi, Hàng Long Quang có chủ động hỏi thăm đồng tham của Trương Vân Hổ hoặc là Trương Vân Long hay không? Vương Thiên Kiêu im lặng một lát, mới đáp, không có, ngược lại là Trương Vân Long và Trương Vân Hổ thường xuyên hỏi chủng loại đồng tham của Hàng Long Quang, đáng tiếc là ta cũng không biết. Ha ha, không biết là tốt về sau kể cả khi ngươi có biết cũng phải làm bộ như không biết lý thủy đạo mỉm cười nói sư huynh yên tâm chuyện này ta sẽ giữ kín vương thiên kiêu trịnh trọng nói được rồi coi như ta đã rõ những chuyện trong động phủ rồi ngươi có thể rời đi sau này nếu ngươi phát hiện ra điều gì nhất định phải nói cho ta biết lý thủy đạo lộ vẻ mặt nghiêm túc nói xin đại sư huynh cứ yên tâm Vương Thiên Kiêu ôm quyền hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Lý Thủy Đạo lại lấy từ trên người ra một cái túi trữ vật màu xanh. Không gian của nó cũng tương đương với túi trữ vật hắn có được lúc trước, chỉ rộng vẻn vẹn là ba thước vuông. Bên trong có 34 khối linh thạch, hai sâu tiền ngọc, một bình ngọc hành đan có 7 viên, một quyển công pháp tu luyện, phong lan quyết và bốn lượng ba chỉ dược liệu hắc địa căng. Lúc ở phòng đấu giá, người này và hắn cùng nhau tranh đoạt linh ẩn xa nhưng toàn bộ những vật phẩm trên cộng lại cũng chỉ vừa vặn bằng số linh thạch gã từng nói ra khi đó có lẽ hắn cũng giống hắn tới giúp người khác chọn mua thôi lý thủy đạo lập tức lấy ngọc hành đan ra trước mắt quan sát chỉ thấy viên ngọc hành đan này trong suốt long lanh linh khí bức người phải biết rằng đống hành khí đan lý thủy đạo từng thu được trước đây đã sớm bị hắn ăn hết rồi trong khi chỉ cần bỏ ra 50 tiền ngọc là có hành khí đan, thì muốn mua một viên ngọc hành đan này lại cần tới 500 tiền ngọc. Giá trị của nó nhiều gấp 10 lần hành khí đan. Ừm, coi như đến cuối cùng, hắn cũng có thể nếm thử một chút, còn quyển công pháp, phong lan quyết, dành riêng cho đồng tham là yêu thú loài sói này, cùng với, băng ngọc trưởng, hắn sẽ hiến cho gia tộc. Màn đêm đen kịt bao phủ độc Long Sơn. Lý Thủy Đạo bừng tỉnh từ giấc ngủ say, hắn mặc áo ngủ, rồi nhanh chóng xoay người đứng lên, trong mắt lóe lên một tia trấn tĩnh. Ngay sau đó, hắn đi ra bên ngoài sân nhỏ, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, ngắm nhìn vầng trăng sáng vàng vặt trên đó, lại đưa tay lấy một cái bình ngọc từ trong túi trữ vật ra ngoài. Vừa mở nắp bình ra, một mùi hương thơm ngát xông vào mũi. Ngọc hành đan, loại thượng phẩm trong số những đan dược nhất dai. Lý Thủy Đạo không chút do dự, đã bỏ viên đan dược ấy vào trong miệng, chỉ thấy trong cổ họng dâng lên một luồng khí ấm, đang dược đã nhanh chóng hóa thành chất lỏng, rồi thuận theo ít hầu đi xuống bụng. Trong phút chốc, một luồng năng lượng cực nóng phun trào bên trong cơ thể hắn, giống như có một lực lượng thần bí nào đó đang lặng yên thức tỉnh. Trong lòng lý thủy đạo khẽ động, bắt đầu vận chuyển, ngọc thiềm hành khí công. Hai tay đang vào nhau, như kim thiềm bảo lý, nhưng khác hẳn với mọi khi, vào thời điểm này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức mãnh liệt mênh mông đang lưu động trong cơ thể cùng với thiên địa linh khí ở xung quanh đang điên cuồng dũng mảnh tràn vào bên trong cơ thể khiến cho quá trình thu liễm pháp lực trở nên cực kỳ khó khăn thức thứ ba ngọc thiềm vọng nguyệt lý thủy đạo lập tức xoay người bày ra tư thế như thiềm thường ngồi xổm gần như ngay lập tức mặt trăng trên bầu trời cũng theo đó mà trở nên trong sáng hơn một luồng nguyệt hoa có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhanh chóng ngưng tụ trên người hắn giống như một quần sáng nhàn nhạt tuy khoảnh khắc này chỉ diễn ra trong nháy mắt ngắn ngủi nhưng lý thủy đạo lại có thể cảm nhận được bản thân mình đã hòa hợp thành một thể cùng thiên địa linh khí cũng như cảm nhận được quá trình thăng hoa cực kỳ mãnh liệt trước nay chưa từng có tiếp đó lý thủy đạo mượn nhờ dược lực tiếp tục tu luyện thủy nguyệt lưu châu và kim thiền tỏa khí pháp chỉ thấy chân khí trong cơ thể hắn không ngừng lưu chuyển khắp nơi giống như bị một con kim thiềm vô hình dẫn dắt. Mãi cho đến lúc bình minh, Lý Thủy Đạo mới nhận thấy dược lực đang dần dần tiêu tán. Hắn lập tức dừng tu luyện, chậm rãi thu hồi nội lực, cảm nhận biến hóa trong cơ thể. Ngay tức khắc, đáy mắt hắn đã lộ ra một tia hưng phấn và thỏa mãn. Ai có thể nghĩ tới, chỉ phục dụng một viên ngọc hành đang lại khiến cho pháp lực của hắn tăng trưởng một đoạn dài, lại nói, ngày hôm qua khi đối mặt với người áo xanh và đồng tham của gã Lý Thủy Đạo chỉ vận dụng thanh lân tiễn toàn lực bùng nổ có hai lần, đã hao hết pháp lực. Nhưng dựa theo suy đoán của hắn, nếu bản thân hoàn toàn phục dụng bảy viên ngọc hành đang trong bình, khẳng định là pháp lực sẽ tăng thêm một đoạn dài, đến lúc đó, quy lực khi vận dụng thanh lân tiễn cũng sẽ tăng lên nhiều. Những ngày kế tiếp, Lý Thủy Đạo trải qua cuộc sống vô cùng quy luật. Mỗi sáng sớm, sau khi rời giường, hắn sẽ tiến hành thần luyện, dùng sức hoạt động gân cốt, cảm thụ không khí mát mẻ lúc bình minh. Vào khoảng thời gian này, hắn cũng luyện tập một bộ kiếm pháp có tên là Trừng Đàm Kiếm Đạo, dùng để hoạt động gân cốt. Tuy Lý Thủy Đạo không định dành nhiều thời gian ra tu luyện môn công pháp này, nhưng thật sự là hắn không thể tìm thấy bộ công pháp nào thích hợp để thần luyện võ công hơn. Huống chi tu luyện, Trừng Đàm Kiếm Đạo, đến mức tinh thâm, còn có thể lĩnh ngộ được ảo diệu của Trừng Đàm Kiếm Ý trên thực tế lý thủy đạo cũng không quá đặt nặng chuyện lĩnh ngộ kiếm ý này dù sao môn công pháp này cũng không nằm trong hệ thống công pháp của hắn mục đích luyện kiếm chỉ đơn giản là để hoạt động gân cốt mà thôi chỉ thế mà thôi sau khi luyện kiếm một hồi lâu hắn lại đồng thời tu luyện kim thiền tỏa khí pháp và cách mô ngạnh khí công làm như vậy rất tốt cho quá trình dung hợp hai môn công pháp này giữa trưa lý thủy đạo sẽ nghỉ ngơi một lát sau khi tỉnh lại hắn bắt đầu luyện đan không cần biết là quá trình luyện đan này có thành công hay không, hắn cũng chỉ luyện chế một lò đan dược, hơn nửa loại đan dược hắn luyện chính là Trường Xuân Đan. Vốn dĩ lúc trước, nguyên vật liệu trong tay hắn còn không đủ, nhưng hiện giờ, vừa kiếm chắc được một mớ tiền của phi nghĩa là 32 khối linh thạch, hắn không chút do dự đã lập tức dùng linh thạch bổ sung vào. Buổi tối, hắn đi thực đường dùng cơm, đồng thời hỏi thăm tình hình tu hành của các sư đệ trong ngày hôm nay. Hỏi thăm xong, cũng đến lúc rửa mặt đi ngủ rồi. Mãi cho tới lúc đêm khuya, khi trăng sáng treo cao trên trời, Lý Thủy Đạo đang nằm trên giường, lập tức tỉnh dậy, mặc trên người bộ áo ngủ rộng thùng thình, ăn vào một viên ngọc hành đan, sau đó bước ra sân nhỏ, lân lượt tu luyện, ngọc thiềm hành khí công, thiên hoa di hành, thủy nguyệt lưu châu, trong làn gió nhẹ. Sau khi tu luyện công pháp đến viên mãn, hắn lại đi vào ngủ, thẳng đến bình minh. Lúc bình minh, hắn lại bắt đầu tu luyện, trừng đàm kiếm đạo, dùng kiếm hoạt động gân cốt, thư giãn thân thể, hít thở không khí trong lành. Về phần pháp thuật, Thủy Dũng tìm hành thuật, bởi vì hắn đã luyện thành, nên không cần tu luyện mỗi ngày nữa, chỉ cần thỉnh thoảng xem lại một chút là được. Lại nhớ năm đó, hắn có thể chém chết lâm viễn nhân, môn pháp thuật này cũng có công lao không nhỏ, nếu không phải hắn có thể tùy thời biến mất trong nước, chỉ sợ đã sớm bị thanh lân tiễn của đối phương cắt trúng rồi trong một gian phòng trà riêng tư, bí mật thuộc phường thị ngũ độc môn. Lý Thủy Đạo đang lặng lẽ ngồi trong phòng trà, chén nước trà trong tay không ngừng sóng sánh, nhộn nhạo. Đột nhiên cửa phòng trà mở ra, trà nữ dẫn hai vị nữ tử mặc trên người một bộ bạch bào tố y, cùng bước vào phòng trà. Hai nữ tử này có dáng người thon dài, trên đầu mang khăn che mặt, nhưng ai nấy đều có một đôi mắt rất xinh đẹp, trên người tản ra mùi hoa nhàn nhạt chỉ thấy nữ tử cầm đầu trực tiếp tháo khăn che mặt xuống để lộ ra dung nhan xinh đẹp của mình người này đúng là thị nữ bạch liên hoa của lam hoa ảnh mời bạch cô nương ngồi cũng mời vị cô nương này ngồi lý thủy đạo vội vàng lên tiếng mời mọc nàng ấy đứng là được bạch liên hoa cười nhẹ rồi tao nhã ngồi xuống đối diện với lý thủy đạo tháng này có chuyện gì không bạch liên hoa dò hỏi có Bạch Liên Hoa vừa nghe vậy, đã nhanh chóng cởi một cái túi vải từ trên người xuống, đặt nó lên bàn. Đây không phải túi trữ vật, chỉ là một cái túi vải bình thường, bên trong có chứa 8 khối linh thạch, 40 tiền ngọc, tổng cộng là 1.000 tiền ngọc, cũng là lương tháng này của hắn. Lý Thủy Đạo bỏ cái túi đó vào trong túi trữ vật của mình, rồi nhanh chóng lấy một phong thư từ trong túi trữ vật ra, vẽ mặt trịnh trọng giao nó cho Bạch Liên Hoa. Thư này là vẻ mặt bạch liên hoa lộ ra chút nghi hoặc đây chính là cơ mật ngươi cứ đưa cho tiểu thư xem đi lý thủy đạo mỉm cười nói vậy được rồi bạch liên hoa tiếp nhận thư tín trực tiếp cất vào trong áo suy cho cùng nàng cũng chỉ là hạ nhân những chuyện cơ mật kiểu này có thể không tiếp xúc thì tốt nhất là không tiếp xúc về điều này lý thủy đạo kia lại khá chu đáo lý đạo hữu đã vất vả rồi lần này tiểu thư đặc biệt phân phó để ngươi gặp mặt thị nữ mới của nàng một chút bạch liên hoa lập tức mỉm cười thần bí ra hiệu cho thị nữ đứng bên cạnh mình bỏ khăn che mặt xuống khăn che được cởi bỏ để lộ ra ngay trước mắt lý thủy đạo một gương mặt thanh tú dung nha như họa nàng cũng không phải ai xa lạ mà chính là tương tuyết trên mặt tương tuyết tràn ngập cảm xúc phức tạp nàng đưa mắt nhìn lý thủy đạo nhẹ giọng nói đa tạ sư huynh đã cứu ta khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng kia Bạch Liên Hoa cười nói, hiện giờ tương tuyết cô nương đã tìm được nơi nương tựa là tiểu thư rồi. Tiểu thư để ta truyền lời, nói cho ngươi biết một câu, ngươi cần phải ghi nhớ rõ ràng. Chậm đã. Để ta lấy giấy ra ghi lại. Lý Thủy Đạo vội vàng lấy giấy bút từ bên trong túi trữ vật ra, sau đó ngồi nghiêm chỉnh, vô cùng trịnh trọng đợi nàng mở lời để ghi chép. Bạch Liên Hoa có chút sững sờ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, bắt đầu chậm chậm nói, tiểu thư nói có những chuyện một khi đã làm thì không thể quay đầu lại được cơ hội cầu sống duy nhất của ngươi là trung thành lý thủy đạo vừa ghi nhớ vừa nói tiểu thư nói quá đúng những lời này tràn ngập triết lý bạch liên hoa khụ quả nhiên lý đạo hữu rất tính phục mỗi một câu nói của tiểu thư ta tin rằng nếu tiểu thư biết những chuyện lý đạo hữu đã làm nhất định sẽ rất vui mừng tiếp đó bạch liên hoa quay đầu nhìn về phía tương tuyết ánh mắt thâm thúy nói những lời này cũng là nói cho ngươi nghe tương tuyết đã nhớ kỹ ân cứu mạng của tiểu thư tương tuyết trọn đời khó quên tương tuyết tỏ vẻ cực kỳ cảm kích vội vàng lên tiếng nói tuyết nhi lý đạo hữu cũng rất lâu rồi các ngươi không gặp nhau ngồi xuống uống chén trà đi tới lúc này bạch liên hoa mới mở miệng cho phép tương tuyết ngồi xuống ba người bọn họ vây quanh bếp lò ấm áp pha trà thưởng trà ôn chuyện trong lúc nhất thời Lý Thủy Đạo đưa mắt nhìn Tương Tuyết, tựa như có vô số lời muốn hỏi. Tương Tuyết nhìn Lý Thủy Đạo, dường như cũng chất chứa vô vàng tâm sự, nhưng trong phòng trà, vẫn còn một bạch liên hoa đang ngồi. Bọn họ có thể nói được cái gì đây, Lam Hoa Ảnh, ngươi đúng là một ả tiện nhân, để lão tử đi giám sát kim diện lan quân, lại dùng Tương Tuyết tới uy hiếp lão tử. Nếu hắn làm việc không tận tâm tận sức, khẳng định là nàng ta sẽ để Tương Tuyết đi tố giác hắn ngươi con mẹ nó bố trí một vòng lại một vòng vây thủ đoạn thật cao minh đúng là tiện nhân mà ngươi thiết lập cho ta tình huống như thế này đương nhiên không thể nói được mấy chuyện bí mật kia rồi thế thì còn chuyện gì để nói nữa nói nhiều sai nhiều thôi thì dứt khoát không nói lý thủy đạo nhìn vẻ mặt mang ý cười nhàn nhạt của bạch liên hoa không nói cũng không được hắn với cương tuyết xa cách đã lâu mới gặp lại nhưng một câu cũng không nói nếu để lam hoa ảnh biết kiểu gì nàng ta cũng sẽ cho rằng hắn là kẻ tâm cơ thâm trầm. Không biết tiểu thư còn điều gì muốn dặn dò nữa. Lý Thủy Đạo lập tức mở miệng dò hỏi. Không còn gì nữa. Bạch Liên Hoa lắc đầu. Tương sư tỷ, độc trên người ngươi đã được giải hay chưa? Lý Thủy Đạo nhanh chóng chuyển mục tiêu, lộ vẻ mặt quan tâm hỏi. Tiểu thư đã dùng ít độc châu giúp ta giải độc rồi. Tương Tuyết đáp lời. May mà có tiểu thư lý thủy đạo vội vàng rót cho mình một chén trà tuy tiểu thư không đến nhưng chúng ta vẫn nên cùng nhau kính tiểu thư một ly sau đó hắn chủ động nói ba người cùng nhau uống trạng chén trà dứt khoát lấy trà thay rượu kính tiểu thư một ly tương sư tỷ ba tháng này ngươi sống thế nào lý thủy đạo lại hỏi tương tuyết có chút trầm ngâm nói tiểu thư đối xử với ta rất tốt bạch tỷ tỷ cũng rất quan tâm tới ta tốt quá bạch tỷ tỷ ta lấy trà thay rượu cũng kính ngươi một ly đừng khách khí không biết hiện giờ phu nhân thế nào rồi đột nhiên lý thủy đạo mở miệng hỏi lời này vừa nói ra tương tuyết thoáng nhíu mày còn bạch liên hoa chỉ cười nhẹ bày ra dáng vẻ háo hức xem kịch vui thấy một màn như vậy lý thủy đạo lập tức giật mình hiểu ra thật hiển nhiên đây không phải lam hoa ảnh đặt bẫy hắn mà người bị đặt bẫy ở đây vốn là tương tuyết. Nhưng cũng đúng thôi, Lam Hoa Ảnh đã sớm khảo nghiệm lòng trung thành của hắn từ lâu rồi. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Thủy Đạo vốn là một tu sĩ xuất thân từ gia tộc, nhưng một người như hắn, có thể vì lời hứa với nàng mà dứt khoát giấu giếm gia tộc chuyện bản thân đã gia nhập chấp pháp đường, trở thành câu liêm vệ. Chỉ điều này thôi, cũng đủ để chứng minh hắn là một người coi trọng lời hứa, là người đáng để tín nhiệm rồi. Lam Hoa Ảnh cũng không cần, bụng dạ hẹp hòi mà khảo nghiệm hắn nhiều lần như vậy, nhất là khi hiện tại, ở trong ván cờ của bọn họ, hắn đã không còn quan trọng nữa rồi. Hôm nay người mà bọn họ chân chính muốn khảo nghiệm, chính là Tương Tuyết, chỉ cần hơi bất cẩn một chút, nàng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Trong mắt Tương Tuyết hiện lên vẻ giải dụa, há miệng vài lần, nhưng vẫn không biết nên nói thế nào. Tương Sư tỷ, ta có một câu cần phải nhắc nhở ngươi lý thủy đạo trông thấy ánh mắt của tương tuyết lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói không cần biết tình huống như thế nào đều phải tin tưởng tiểu thư lý thủy đạo nhắc nhở nghe xong lời nhắc nhở của hắn vẻ mặt tương tuyết đã bình tĩnh trở lại rốt cuộc nàng cũng đưa ra lựa chọn bây giờ phu nhân vẫn còn hôn mê ta cũng không rõ tình huống cụ thể nhưng ta biết chỉ tiểu thư mới có thể cứu được nàng lý thủy đạo im lặng một lát mới lên tiếng sư nương người đẹp tâm thiện luôn đối xử rất tốt với ta nàng thực sự không nên mắc phải kiếp nạn này nếu cần lý mổ giúp sức ngươi cứ việc nói lý mổ tuyệt không chối từ lý đạo hữu quả là người trung nghĩa bạch liên hoa khâm phục nói đâu có ta chỉ là người có ơn tất báo mà thôi lý thủy đạo tỏ vẻ khiêm tốn nói ba người lại cùng nhau nâng chén ba tháng sau tại chỗ cũ Lý Thủy Đạo lặng lẽ chờ Bạch Liên Hoa tới phát tiền lương. Ba tháng qua, Lý Thủy Đạo vẫn không đưa được một tin tức có giá trị nào, nhưng lương tháng lại không thiếu một phân. Tiền lương mỗi tháng, hắn đều dùng để mua dược liệu luyện chế trường Xuân Đan, cùng với hành khí đan, thành phẩm. Hành khí đan cứ ba ngày dùng một viên, một tháng hao phí chừng 500 tiền ngọc. Mỗi ngày hắn sẽ luyện chế một lò trường Xuân Đan, toàn bộ những viên trường Xuân Đan luyện được đều đem bán, so đi bù lại, một tháng đều tiêu tốn 500 tiền ngọc. Nhờ chăm chỉ luyện tập hàng ngày, hiện tại, tỷ lệ luyện thành trường xuân đan của hắn đang càng ngày càng tăng cao, khiến cho mức hao tổn do luyện đan mỗi tháng càng ngày càng thu hẹp lại, tới khi nào không còn hao tổn nữa, hắn hoàn toàn có thể đổi sang hai ngày dùng một viên hành khí đan. Không cần biết thế nào, nhưng một ngàn tiền ngọc lam hoa ảnh cho hắn mỗi tháng chính là khoản tiền cực kỳ quan trọng đối với quá trình tu luyện của hắn cửa phòng trà bị đẩy ra một nữ tử đeo khăn che mặt bước vào nàng đóng cửa lại ngồi xuống trước mặt lý thủy đạo rồi chủ động bỏ khăn che mặt xuống là tương tuyết thấy chỉ có một mình tương tuyết tới đây lý thủy đạo lập tức mỉm cười nói chúc mừng ngươi chúc mừng cái gì tiểu thư đã tín nhiệm ngươi để ngươi một mình tới đây chẳng lẽ chuyện này không đáng để chúc mừng lý thủy đạo mỉm cười nói tương tuyết nở nụ cười khổ trực tiếp lấy 10 khối linh thạch từ trong túi trữ vật ra ngoài. Nhìn thấy 10 khối linh thạch này, Lý Thủy Đạo nhướng mày, hỏi: "Tương sư tỷ, hình như con số này hơi nhiều." "Phần nhiều hơn là ta đưa cho ngươi." Tương Tuyết hít mắt nói: "Ngươi muốn ta làm cái gì?" Lý Thủy Đạo yên lặng uống một hớp trà, rồi bình thản mở miệng hỏi: "Tiểu thư muốn ta đi giết một cao thủ địa bản, ta không có nắm chắc, hy vọng ngươi có thể giúp ta." tương tuyết hạ giọng nói là cao thủ địa bản của chấp pháp đường sao lý thủy đạo nhướng mày trong lòng thoáng suy tư lại rót cho mình một ly trà khác cứ như vậy hắn suy tư hồi lâu sau mới mở miệng hỏi là tiểu thư bảo ngươi tới tìm ta hỗ trợ không phải tiểu thư chỉ giao nhiệm vụ cho ta mà trong số những người ta quen biết chỉ mình ngươi là có năng lực giúp ta tương tuyết lộ vẻ mặt trịnh trọng nói bảo ta giúp ngươi lý thủy đạo tự dẻo cười cười nói ngươi quá coi trọng ta rồi đó một cao thủ địa bản ít nhất cũng là thông linh cảnh hậu kỳ người như vậy không chỉ có tu vi vượt qua ta còn cực kỳ am hiểu đấu pháp đã vượt qua vô số lần thí luyện sinh tử nếu coi hắn là cổ thì hắn chính là cổ vương còn hai người chúng ta tính là cái gì chứ có thể lay lắc sống tạ một mạng ở trước mặt cao thủ địa bản đã là ước vọng xa vời rồi còn có gan dám khiêu chiến bọn họ sợ là ngươi không biết chữ chết viết như thế nào rồi. Ta đã luyện thành một môn đạo pháp đặc thù, chỉ cần ngươi chịu giúp ta, nhất định có thể giết được hắn. Tương Tuyết lộ ra vẻ mặt chắc chắn nói. Hừ, tiểu thư dạy ngươi môn tuyệt thế thần công gì, lại khiến ngươi tự tin như vậy. Dù thứ trong tay ngươi có là tuyệt thế thần công, thì hiện tại ngươi mới luyện nó được bao lâu? Nhiều nhất chỉ là năm, sáu tháng, vậy mà ngươi đã dám lớn lối nói mình muốn khiêu chiến cao thủ địa bản thừ hắn chỉ cần thả đồng tham gia là có thể cắn chết ngươi rồi lý thủy đạo lạnh giọng nói ta có biện pháp tương tuyết lập tức dùng ngón tay chấm xuống nước trà rồi viết ba chữ ma cửu anh xuống mặt bàn tiểu thư muốn ta đối phó với người này tương tuyết giải thích ngươi muốn đi tìm chết ta sẽ không ngăn ngươi nhưng ta tuyệt đối không đi lý thủy đạo tỏ thái độ rõ ràng môn công pháp này của ta rất đặc thù một khi thi triển có thể ức chế pháp lực của hắn khi trúng chiêu hắn chỉ còn tu vi thông linh trung kỳ ngươi ra tay là có thể giết hắn tương tuyết cũng không buồn bực lại tự mình mở miệng giải thích ta chỉ muốn một ngàn tiền ngọc nhiều hơn ta không cần ta khuyên ngươi cũng đừng đi chịu chết nói xong lý thủy đạo lập tức đưa tay lấy linh thạch tương tuyết vội vàng đè tay hắn lại nói, ta phải đi. Vì sao? Có phải vì chỉnh đốn không khí hay không? Lý Thủy Đạo châm chọc nói. Phải biết rằng, một đoạn thời gian gần đây, hành động chỉnh đốn không khí chấp pháp đường của ngũ độc môn, một mực diễn ra oanh oanh liệt liệt. Ba tháng trước, trưởng môn Lam Cảnh Đức ngũ độc môn từng tuyên bố một bài hịch với tám chữ cốt lõi là Nhân ái hậu đức, lễ nhượng bao dung, nội dung này đã được lan truyền khắp trong tông môn. Tuy trong bài hịch kia không chỉ thẳng vào hành vi đáng xấu hổ của chấp pháp đường, nhưng ai cũng biết, những lời này đang nói về chấp pháp đường. Sau đó, 28 tộc trưởng của các tiểu gia tộc cùng đến tổ sư đường cáo trạng, bọn họ hung hăng kể khổ, khóc trống nước mắt tuôn rơi, sau đó, ít nhất là 20 tu sĩ thông linh cảnh của chấp pháp đường bị cưỡng chế xử tử vì những chứng cứ vi phạm pháp điển rõ rành rành không đường chối cãi. Đương nhiên 20 tu sĩ thuộc chấp pháp đường bị xử tử công khai này đều là thành viên thứ xuất của tam đại gia tộc, không được coi là dòng chính. Hơn nữa, đúng là hành vi của bọn họ cực kỳ ác liệt, đã nhiều lần vơ vét tài sản, xảo trá đồng môn. Có thể nói là hành động của bọn họ khiến cả tông môn đều căm thù đến tận xương tủy. Sau khi trải qua việc này, gần như toàn bộ những tiểu gia tộc đều đoàn kết vây quanh lễ đường Lam Gia. Nếu đám tiểu tu sĩ của gia tộc tụ tập cùng một chỗ, Kiểu gì cả đám cũng đang hung hăng mắng chửi chấp pháp đường, có vẻ đoàn thể của bọn họ càng ngày càng đoàn kết hơn. Nhưng có một chuyện là người ta ngoài ý muốn, hóa ra chấp pháp đường cũng bắt đầu mượn sức tiểu gia tộc. Bọn họ chủ động kiểm soát thiết câu vệ phía dưới, yêu cầu đệ tử chấp pháp đường phải nghiêm khắc chấp hành môn quy, tuân thủ hiệu lệnh của trưởng môn. Nếu nói mục đích của Lam gia chính là chỉnh đốn không khí tông môn, như vậy mục đích của bọn họ đã đạt được rồi. Vì sao còn muốn ám sát Ma cửu anh cao thủ địa bản Thật hiển nhiên, một cao thủ địa bản chính là hạch tâm đệ tử của chấp pháp đường. Hơn nữa, đối phương cũng là thành viên được gia tộc mình ký thác kỳ vọng cực cao. Nếu không, bọn họ tuyệt đối sẽ không đổ dồn lượng lớn tài nguyên vào, khiến cho người nọ thuận lợi thăng cấp lên địa bản như vậy. Đây là muốn chọc ra một mối họa cực lớn rồi, ánh mắt Lý Thủy Đạo trở nên thâm thúy vô cùng. Chưa nói là vụ ám sát lần này có thành công hay không, nhưng nếu ám sát thành công, chấp pháp đường kia sẽ từ bỏ ý đồ sao làm hoa ảnh kia nhất định sẽ che chở cho tương tuyết và hắn sao tương tuyết thấy lý thủy đạo cứ một mực im lặng suy tư lại mở miệng tiếp tục khuyên nhủ tuy ta cũng không quen nhìn phong cách hành sự của chấp pháp đường nhưng mục đích ta muốn giết ma cửu anh vốn không phải vì bản thân mà vì cứu phu nhân cứu phu nhân trên mặt lý thủy đạo lộ ra một tia châm chọc hắn vốn không tin loại nguyên nhân này vì sao lý thủy đạo hỏi đồng tham của ma cửu anh là thủy oa cự thiềm loại thiềm thừa này trời sinh đã có một loại tuyến độc đặc thù mà chỉ tuyến độc này mới có thể giải được độc trên người phu nhân không phải ít độc châu có thể giải được thiên hạ vạn độc sao để tiểu thư dùng ít độc châu không phải là xong rồi ít độc châu chỉ có thể giải nhất nhị giai độc vật mà độc sư phụ để lại trên người sư nương lại thuộc về thủ đoạn tam giai nếu là tam giai độc dược vì sao chỉ dùng tuyến độc của một con nhất giai thượng phẩm yêu thú lại có thể giải được độc, tiểu thư nói thứ này chỉ là thuốc dẫn, nhưng không có loại thuốc dẫn này lại không thể giải được độc. Vẻ châm chọc trên mặt Lý Thủy Đạo càng lúc càng sâu, hắn muốn vạch trần thủ đoạn mượn đao giết người, tá ma giết lừa của Lam Hoa Ảnh, nhưng ngẫm lại, chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến mình, cuối cùng vẫn quyết định ngậm miệng không nói. Ta sẽ không giúp ngươi. Lý Thủy Đạo lộ vẻ mặt kiên quyết nói. Nếu như vậy, phu nhân sẽ phải chết. Tương Tuyết lo lắng nói. Lý Thủy Đạo trực tiếp đứng dậy, không hề động đến dù chỉ một khối linh thạch trên bàn, đã xoay người bước đi. Cứ cầm một ngàn tiền ngọc của ta đi, tặng cho ngươi đi kiếm sát thủ. Hiện giờ đám tu sĩ tiểu gia tộc đã căm thù chấp pháp đường đến tận xương tủy, chỉ cần ngươi bỏ tiền, có thể dễ dàng tìm được người hỗ trợ. Không cần làm phiền tới ta nữa, chuyện này ta không tham dự lý thủy đạo kiên quyết bước đi nói chậm đã ngươi có muốn chứng kiến đạo pháp ta đã học thành trước không có lẽ ngươi sẽ thay đổi ý định này tương tuyết vội vàng đứng lên nói mặc kệ ngươi học được thứ đạo pháp gì ta cũng không thay đổi ý định lý thủy đạo kiên định nói cũng chưa chắc tương tuyết lập tức đưa tay cởi đai lưng của mình bán thịt cũng vô dụng lý thủy đạo lạnh giọng nói không ta chỉ muốn cho ngươi chứng kiến bí thuật thiên ngô tỏa thân mà thôi. Non nửa tháng sau, thiết câu vệ ma cửu anh của chấp pháp đường đi vào một tòa trang viên yên lặng trong núi. Bên trong trang viên, mảnh che lụa mỏng, đẹp như tiên cảnh, lại chỉ có một nữ tử đang nằm trên giường. Nếu miêu tả chi tiết hơn, sẽ thấy trên giường có dăng một cái màn bằng vải mỏng, tinh tế, trong veo như nước mùa xuân. Mà nữ nhân đang nằm trên giường kia lại xinh đẹp không gì sánh nổi, chỉ một nụ cười cũng đủ làm say đắm chúng sinh tựa như tiên tử trong tiên cảnh ma cửu anh đi tới trước mặt nàng lập tức bị dung nhan kiều diễm kia hấp dẫn vẻ mặt vô cùng hài lòng mở miệng dò hỏi ngươi tên là gì nữ nhân nọ nhẹ nhàng cười sóng mắt lưu chuyển trong suốt như nước ôm nhu trả lời ta tên là tương tuyết mong công tử thương tiếc ma cửu anh mở miệng cười nhạt trực tiếp bước lên giường đứng từ trên cao nhìn xuống nữ nhân nọ Màn treo tinh tế nhẹ nhàng đung đưa theo gió, mềm mại bay múa giữa không trung. Đắm chìm trong nữ sắc, khiến Ma Cửu Anh không hề chú ý tới hư ảnh hình con rết vẫn một mực quấn quanh bốn phía giường êm. Hồi lâu sau, Ma Cửu Anh đã thỏa mãn, cả lập tức mang theo nụ cười đầy mặt trời khỏi giường, lại tỏ vẻ thích ý vô cùng, tiện tay ném xuống giường một khối linh thạch, sau đó nhanh chóng đẩy cửa, rời khỏi căn phòng này. Cả vừa rời khỏi phòng ngủ, đi ra mảnh sân nhỏ bên ngoài bỗng nhiên một tu sĩ mặt hắc y xuất hiện, ngăn cản trước mặt gã. Ánh mắt tu sĩ mặt hắc y kia đầy vẻ lãnh khốc mà kiên định, người này lạnh giọng nói, ta là ô long cốc thôi hằng chí, ngày này sang năm chính là ngày dỗ của ngươi. Hừ! Muốn chết! Ma cửu anh lập tức vỗ túi trữ vật lấy ra thanh thượng phẩm pháp khí song ngư du long kiếm. Thanh kiếm này chính là vật phẩm đấu giá gã từng dùng 4.300 linh thạch mua được ở chợ đen từ 6 tháng trước chỉ một món hàng lại gần như đào rỗng toàn bộ gia sản đã tích cốc suốt mấy năm nay của gã nhưng thanh kiếm này mạnh mẽ thật sự đủ để đảm nhiệm vai trò con bài chưa lật trong tay gã chuẩn bị cho thí luyện lần sau nhưng trong nháy mắt khi ma cửu anh tế xuất phi kiếm gã lập tức cảm nhận được pháp lực trên người trở nên suy yếu giống như đã bị khóa cứng lại rồi mười phần không dùng được một phần là nữ nhân kia nàng dùng bí pháp khóa tu vi của gã đến tột cùng đó là loại bí thuật gì, ngay trong lúc ma cửu anh vô cùng kinh hãi, thôi hằng chí lại tế xuất một cây thiết trùy đen thui, đập thẳng về phía gãn cũng là pháp khí, một kiện hạ phẩm pháp khí. Ma cửu anh nhanh chóng phản ứng lại, lập tức vung tay lên, một con cốc thật lớn màu xanh, trực tiếp trống rỗng xuất hiện trước mặt gã, học ra một ngụm thủy đạn đánh thẳng vào kiện pháp khí hắc truy kia. Đồng tham thủy oa cự thiềm của ma cửu anh vừa xuất hiện, một quả bóng nước thật lớn đã đánh cho hắc truy của thôi hằng chí phải bắn ngược trở về. Cùng lúc đó, thủy hoa cự thiềm cũng phun ra một mảnh độc vân màu thủy lam, độc vân mênh mông nhanh chóng bao phủ cả tòa sơn trang vô danh này. Trống, đúng lúc này, một tiếng rít cào thật lớn vang lên, chỉ thấy một con thằng làng màu vàng đất hung hăng mở miệng rít cào giữa độc vân, trên người con thằng làng kia cũng phun trào một mảnh thổ vân màu vàng đất. Tuy quy mô của độc vân màu vàng đất này còn lâu mới bằng độc vân màu thủy lam do thủy hoa cự thiềm phun ra, nhưng đối mặt với mảnh độc vân kia, nó lại lộ ra vẻ kiên định dị thường. Ngũ hành thổ khắc thủy, lại nói, tuy thôi hằng chí này không được xếp vào địa bản nhưng cũng là tu sĩ thông linh cảnh hậu kỳ. Nửa tháng trước, sau khi Lý Thủy Đạo quả quyết từ chối thỉnh cầu ra tay của tương tuyết, thậm chí cả lương tháng của mình cũng không cầm, dứt khoát xoay người rời đi. Dù Tương Tuyết đã biểu diễn bí thuật tỏa thân do bản thân nàng miệt mài khổ tu cho hắn chứng kiến, lại thành thật nói ra toàn bộ kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ cho hắn nghe, Lý Thủy Đạo vẫn kiên định từ chối. Bất đắc dĩ, Tương Tuyết cũng chỉ có thể đi tìm cao thủ tiểu gia tộc khác ra tay. Hiện giờ, mỗi khi đám tiểu tu sĩ gia tộc tụ tập lại, kiểu gì bọn họ cũng sẽ mở miệng chửi mắng đám người của chấp pháp đường. Trước kia, bọn họ giận mà không dám nói nhưng hiện tại hoàn toàn có thể không kiên kỵ gì chửi ầm lên thật hiển nhiên đám tiểu gia tộc đã không còn kính sợ chấp pháp đường nữa rồi cũng bởi vậy tương tuyết có thể dễ dàng chọn được một cao thủ thông linh hậu xuất thân từ tiểu gia tộc như thôi hằng chí tới giúp đỡ mình hai người bọn họ nhanh chóng kết hợp với nhau lại nói khi nhận lời làm chuyện này ngoại trừ tuyên dương chính nghĩa thôi hằng chí cũng làm vì lợi ích của bản thân Ma cửu anh kia vốn là đệ tử dòng chính của ma gia, cao thủ địa bản của chấp pháp đường, chỉ sợ đống linh thạch đối phương tùy thân mang theo trên người cũng phải hơn một ngàn khối, càng đừng nói đến pháp khí, linh đan, nếu cộng toàn bộ những vật phẩm khác lại, có lẽ tài sản trên người mục tiêu lần này đã đạt đến gần vạn linh thạch. Hơn nữa, sau khi thôi hằng chí thử nghiệm đạo pháp của tương tuyết, gã chợt phát hiện trong vòng một ngày sau khi trúng phải bí thuật, bản thân chỉ có thể vận dụng được một chút pháp lực cực kỳ mỏng manh. Đến đây, coi như đã xác nhận được tỷ lệ thành công 10 phần chắc chính của trận chiến này, gã dứt khoát đồng ý với yêu cầu của tương tuyết. Cự thú thằng lằn phun ra một mảnh khói độc màu vàng đất, giống như một thanh lợi kiếm sắc bén, rạch phá độc vân màu thủy lam, sau đó trực tiếp lao đến cắn thẳng về phía thủy oa cự thiềm. Hai con cự thú lao vào đánh nhau. Tuy độc tính của thằng làng có thể khắc chế thủy oa cự thiềm, nhưng rõ ràng là hình thể của thủy oa cự thiềm còn lớn hơn con thằng làng nọ. Với lực lượng kinh người, thủy oa cự thiềm không ngừng kêu gào, ộp ộp, liên tục đánh cho thổ thằng làng một trận no đòn. Cũng may thổ thằng làng da dày thịt béo, am hiểu phòng ngự, trong khoảng thời gian ngắn, trận chiến giữa hai con cự vật này gây cấn vô cùng, khó phân cao thấp. Bành, một tiếng vang trầm. Chỉ thấy cây thiết trùy màu đen khổng lồ giống như một ngôi sao băng, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện thẳng vào mi tâm của thủy oa cự thiềm. Độc huyết văng khắp nơi, một bố đầu rơi máu chảy. Thổ thằng làng hưng phấn triếp gào một tiếng, sau đó trực tiếp há miệng, cắn lên đùi thủy oa cự thiềm. Thủy oa cự thiềm tự biết đại nạn đã đến, trong miệng không ngừng phát ra từng tiếp gào thét thê lương. Cô 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 ộp ộp, tiếng kêu thảm thiết của nó vang lên, chấn động cả sơn cốc. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.